Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Hôm nay mình bị vợ mắng anh em ạ, mình bị vợ mắng. Vợ mình bảo mình rằng là anh nên tử tế với những người nào tử tế, có những người không tử tế với anh thì anh việc gì phải tử tế. Thật sự các bạn là cái câu chuyện ngày hôm nay hơi buồn, hơi buồn. Thì nói thật các bạn là mình lấy hàng mình chia sẻ các bạn về cái công việc của mình. Mình nhập hàng thì hôm vừa rồi mình có gọi là chục cây 12 Pro Max, nhưng mà người ta chỉ còn 3 cây 12 Pro Max đấy. Thì mình ok 3 cây cũng lấy, thì báo tình trạng cho mình là đẹp 99, máy zin đẹp 99, thì ok mình đồng ý mua 12 Pro Max 128 GB pin dao động 88 cho đến 90. Giá là 14 triệu 5, xin lỗi các bạn, 14 triệu 400 một cây không phụ kiện. Đây mình chia sẻ câu chuyện rất là thật, nói sai mù mắt luôn nhé. Mình ok, giá ship đến cho mình 3 cây. Nhưng một cây thì gánh kính. Đánh kính thì mình hoàn. Bởi vì với quan điểm của mình thì đánh kính mình vẫn mua, nhưng giá đánh kính nó khác với giá zin. Đấy, thế còn hai cây thì nói thật các bạn, lúc ý mình không có nhà thì mình về mình rất là buồn, bởi vì máy nó không hề được đẹp 99, nó chỉ được 97 98% thôi, và với cái giá 14 triệu 5, 14 triệu 400 thì nó rất là đắt, rất là đắt. Thế vợ mình mới bảo là thế thì anh hoàn trả người ta, người ta thông báo tình trạng như vậy rồi thì đâu phải sai do anh. Nhưng mà nói thật các bạn, mình là mình cà lẻ. Cà lẻ đây là gì? Thứ nhất là anh em thợ với nhau. Cái thứ hai là anh em quen nhau chắc là đâu đó khoảng 15 năm trong nghề rồi. Từ quê lên đây với nhau, cùng kinh doanh buôn bán. Lần trước ship hàng cho mình đã bảo rồi, máy phải zin thì anh mới lấy. Ship đến cho mình toàn máy đánh kính. Tất nhiên là máy đánh kính thì mình vẫn lấy, nhưng mà giá đánh kính thì nó phải rẻ thì mình mới lấy. Thì mình đã trả hàng về rồi. Lần này nữa lại ship đến cho mình, thật sự là mình không hài lòng một chút nào cả. Nhưng đây mình lấy một lần và sẽ không bao giờ lấy nữa. Tôi rất là buồn luôn. Em mà có xem được clip này thì anh xin thật với em, kinh doanh buôn bán của em không thọ ở đâu. Không thọ được. Bây giờ thời buổi này nó phải uy tín em ạ. Đây các bạn. Mình thì mình bán một con rồi. Mình nhập hai cây 14 triệu 400 nghìn một cây, và mình đang bán là 14 triệu 800 nghìn một cây. Một con mình bán rồi nhá. Một con mình bán rồi. Và mình phải bỏ 200 nghìn ra, người ta không lấy phụ kiện, giảm 200. Còn có 14 triệu 600 nghìn một cây. Vị trí mình lãi 200 nghìn và phải bảo hành cho khách 6 tháng. Thì nói thật các bạn, có đáng không? Không hề đáng một tí nào cả. Nhưng mình chấp nhận, mình lấy về. Và cuối cùng bị vợ mắng, vợ bảo rằng là anh phải tử tế với những người nào đáng tử tế chứ. Thế còn một cái con này thì hôm nay có chương trình giảm giá là 300 nghìn, vị chi con này thành lỗ nhá. Mình bán 14 triệu 800, máy zin hình thức 98, giảm 300 là còn 14 triệu 500, tặng kèm phụ kiện, không lấy phụ kiện giảm tiếp 200 là còn có 14 triệu 300, vị chi là lỗ 100 và còn phải bảo hành 6 tháng. Các bạn thấy thấy thế nào? Bây giờ thì mình cũng đã hiểu vì sao mà nhiều bạn đi mua ở các cửa hàng toàn bị theo kiểu là treo đầu dê bán thịt chó. Thì mình nói thật các bạn là thợ với thợ còn lừa nhau. Nhiều khi ship hàng đến cho mình bảo rằng là đánh kính tí mặt nó chảy xước, đánh kính tí nó vẫn zin. Mình bảo rằng nó đành rằng nó vẫn zin. Cái này em có thể em bán với người tiêu dùng em nói thế được, chứ còn bán với thợ em đừng nói thế được. Đánh kính là đánh kính, thay màn zin là thay màn zin, màn linh kiện Apple chính hãng là màn linh kiện Apple chính hãng, phải báo đúng tình trạng. Xong đến đây bây giờ anh hoàn hàng về nó rất là dở, tiền xe thì lại ai ai trả, ai là người trả, đúng không? Nói thật anh em, thời buổi này kinh doanh phải uy tín. Phải uy tín thì một ngày mới có thể đi được 20-30 đơn được bán lẻ, đúng không? Ok, đấy là chia sẻ câu chuyện ở đây là gì.
anh em nào đang làm kinh doanh mà chuẩn bị làm kinh doanh, hoặc có con cháu làm kinh doanh, hoặc bản thân làm kinh doanh, thì mình khuyên thật với anh em, thời buổi này phải là uy tín, chấp nhận lỗ cũng được nhá. Có uy tín thì nói thật các bạn này, chẳng hạn mình bán cho các bạn một cây ngon đúng uy tín, các bạn có bạn bè giới thiệu, anh chị em giới thiệu, hàng xóm giới thiệu, thậm chí nói chung là cực kỳ là ngon luôn, đúng không? Uy tín thì nói thật, uy tín thì kiếm tiền dễ, rất nhiều con lỗ nhưng mà kiếm tiền cực kỳ là dễ. Anh em là đi kinh doanh, anh em mình hiểu, có nhiều con mình lỗ nhiều lắm nhưng mà không là vấn đề, bởi vì mình lấy số lượng đè chất lượng của anh em. Chất lượng ở đây là chất lượng lãi nhiều một con ấy, lãi nhiều trên một con ấy. Số lượng là lãi ít gộp vào thành nhiều. Ok, bây giờ mình tiếp tục đi vào giới thiệu máy cho mọi người xem. Và ngày hôm nay sẽ chương trình giảm giá là 12 Pro Max 300k, áp dụng cho vòng 24 giờ khi mình đăng video nhá. Ok mọi người, cảm ơn mọi người lắng nghe và nhớ bấm like. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm vào đăng ký kênh góc bên tay phải màn hình, ủng hộ mình nhá. Thank you. Đấy, mọi người thấy không? Kinh doanh chỉ cần uy tín thôi, mọi người mua hết sạch luôn rồi. Đấy, hết sạch luôn, sợ thật. Cảm ơn mọi người nhá. Thank you so much. Còn đây, số máy mới về hôm nay là về được hơn chục cây thôi, tầm khoảng 13-14 cây. Thì tiếp tục lên giới thiệu cho mọi người. Đầu tiên là thanh lý một con ếch, màn tàu và hỏng phây. Tức là màn tàu rồi nhá. Và hỏng phây ID. Mã Mỹ 64 ghi. Pin 100. 2 triệu 7 thôi. 2 triệu 7 một con ếch. Quá rẻ. Tiếp theo là một con 11 64 ghi. 6 triệu 9 pin 100. Bao zin trừ của pin. Hình thức thì được 98%. Hình thức 98% nhá. 6 triệu 9. 11 màu đỏ. Tiếp theo một con nữa. Con này pin 8664 ghi mã Mỹ. Máy zin hình thức 9899. 7 triệu. 64 ghi pin 86%, máy bao zin full hình thức 98. 64 ghi mã Mỹ, pin 100, 7 triệu hình thức 98. Bao zin trừ pin nhá, bao zin trừ pin. Tiếp theo một con mã Mỹ 128 ghi 8 triệu 6. Xin lỗi các bạn, 7 triệu 7, pin 86%, 7 triệu 7. Máy zin hình thức 98 nhá, 7 triệu 7, 128 ghi. Tiếp theo là một con 8 Blood 64 ghi 3 triệu 7. Con này thì nút nguồn các bạn ấn nó hơi lặng tay nhá, hơi lặng tay một tí. Đó. 3 triệu 7. Tiếp theo mấy con rẻ tiền đây. Xiaomi C11, RAM 2 bộ nhớ 32. 1 triệu. Máy zin hình thức 98, máy zin hình thức 98. Oppo Reno 2F, RAM 8 bộ nhớ 128. Đó. Tiền là số 9 anh em nhé. Uy tín nó là số 10 nên mình sẽ báo rõ tình trạng. Con này đã thay lưng này, thay lưng mình ghi luôn là thay lưng nhé. 2 triệu 3, RAM 8 bộ nhớ 128. Redmi Note 8 RAM 464, máy zin hình thức 9798. 1 triệu 7, 1 triệu 7 nhé. Redmi Note 8. Vivo Y21 RAM 464, máy zin hình thức 98, RAM 464. 2 triệu mốt, 2 triệu mốt. Oppo A11 RAM 6 bộ nhớ 128. Máy zin hình thức 98, 98 99 luôn các bạn ạ. 1 triệu 9, 1 triệu 9. Oppo Y15 RAM 3 bộ nhớ 32. Máy zin hình thức 97, 1 triệu rưỡi, 1 triệu rưỡi. Còn Y15S RAM 464, máy zin hình thức 98 thì là 1 triệu 9, 1 triệu 9. Đây, còn một con mới về nữa. Đó là con Samsung A325G RAM 8 bộ nhớ 128. Mặt trước thì đẹp, mặt trước thì đẹp nhá, nhưng mặt sau là phẩy. 3 triệu 2. Các bạn mua mình sẽ tặng kèm một cái ốp, nắp vào thì nó vẫn là ok luôn. Ok luôn. Ok, còn đây là số máy mới về.
mình sẽ lên cái số 12 Pro Max giảm giá trước nhé. Đây, con này thế là mình giảm giá, thế này là mình lỗ đấy. Thật sự là rất là buồn luôn này. Các bạn nhìn này, màn hình có một hai vết phẩy như thế này mà bảo đẹp 99. Kinh doanh kiểu này thì chán không. Chung cái con này mình chỉ đánh giá nó 98 thôi. 14 triệu 800 giảm 300 là còn 14 triệu 500. 128 GB RAM, pin 89, máy bao zin full. Tiếp theo một con 128 GB, 13 triệu 500, máy zin hình thức 97. Zin full hình thức 97. 13 triệu 500 giảm 300, giảm 300. Tiếp theo một con 128 GB RAM, pin 88, máy bao zin hình thức đẹp 99. Zin full đẹp 99. 15 triệu 300 giảm 300 là còn 15 triệu. Mình sẽ bỏ những con hết pin nên này. Tiếp theo là một con 14 thường. 128 GB, pin 100 bản ZD. Còn bảo hành đến 29 tháng 1 năm 2024. Máy thì đẹp như mới. Đẹp keng như mới. 15 triệu 800. 14 thường. Tiếp theo là 13 Pro Max. 206 GB RAM, pin 96. Máy zin hình thức đẹp keng 99. Đẹp còn là hết nước chấm luôn. Pin 96. 19 triệu 500. Tiếp theo một con là 206 GB bản GA. Pin 87%. Máy bao zin full hình thức đẹp keng. 19 triệu. Tiếp theo 206 GB pin 88% bản VN. Máy bao zin full hình thức đẹp keng. 19 triệu 500. 19 triệu 500. Tiếp theo một con 13 Pro Max 128 GB bản VN, pin 97%. Máy bao zin full hình thức đẹp 17 triệu 500. Con này là màn linh kiện Apple chính hãng nhé. Tức là hãng đã thay màn rồi. Tiếp theo một con 13 Pro Max 128 GB bản VN, pin 99%. Máy bao zin full hình thức đẹp 98. 19 triệu. Tiếp theo một con 14 Plus 128 GB bản ZD. Bản ZD pin 100. Còn bảo hành đến 29 tháng 12. 17 triệu. Con này thì hơi phẩy một tí ở trên này. Không đáng gì nhá. Đấy, 17 triệu. 14 Plus. 14 Pro Max 128 GB bản VN pin 100. Còn bảo hành 29 tháng 2 năm 2024. Máy zin hình thức đẹp keng 24 triệu 200. Pin 100 nhé, 24 triệu 200. Một con 512 GB bản VN pin 97. Con này bản bộ nhớ siêu khủng luôn, hàng hiếm nhá. Mới đang đắt lắm. 28 tháng 11 năm 23, 28 triệu 512 GB. Máy đẹp keng như mới. Tiếp theo một con 206 GB bản ZD 18. Con bài đến 18 tháng 10 năm 23. Pin 100, máy đẹp keng như mới. 25 triệu, 25 triệu. Tiếp theo là 12 Pro. 206 GB pin 82%. Máy bao zin full thì thức đẹp 12 triệu 500. 12 Pro 206 GB RAM, pin 86. Máy zin hình thức 99, 13 triệu 500. 13 triệu 500. Tiếp theo là 13 thường. 206 GB bản VN, pin 88%. Máy zin hình thức đẹp 98, ăn đào đẹp 99. 14 triệu 206 GB bản VN. Tiếp theo con này 206 GB bản KH pin 90. Máy bao zin full hình thức đẹp 13 triệu. Con này là màn linh kiện Apple chính hãng. 13 triệu. Tiếp theo là 13 Pro 206 GB bản GA pin 93%, máy đẹp keng như mới. 17 triệu 500. Mười ba Pro 128 GB bản VN pin 86%. 13 triệu, ở đâu 15 triệu 300. Hình thức đẹp 99.
Con này là đã thay cam nhưng mà thay cam zin nhá. Đã thay cam nhưng mà thay cam zin. Tiếp theo một con là con này cháu gái Thanh Thư đang dùng 260 bản GA 17 triệu. Tiếp theo là một con bản VN 260 máy đẹp keng 99, pin 97% luôn. Dành cho anh em khó tính nhá. Anh em khó tính múc ngay con này. 18 triệu 200. Tiếp theo là 260 mã Mỹ. Pin 87%, máy bao zin full. Hình thức đẹp keng 99. 17 triệu 500. 118 GB bản VN pin 87%. Máy bao zin full rất đẹp. Có 2 cây. 16 triệu 500. Đây cái này nữa. 16 triệu 500. Bản VN. Máy zin full thì rất đẹp. Còn con này là bản KH pin 88%. Máy zin full thì rất đẹp. 16 triệu 200. 16 triệu 200. Còn một con mình đang xài. Bản ZA2C vật lý. Bản ZA2C vật lý nhá. 16 triệu 800. Máy zin full rất đẹp. Tiếp theo là 11 64 GB bản VN pin 100 bao zin trừ pin, con này xuất kính 6 triệu 2. Đấy, 6 triệu 2. 7 triệu 3 64 GB pin 85% bản VN máy zin đẹp. Này báo sau này. 6 triệu 7 64 GB pin 100 hình thức 97 máy zin trừ pin. 7 triệu 64 GB pin 100 bao zin trừ pin. 6 triệu 2 64 GB mã Mỹ pin 82 là sứt lưng này. Đấy, anh em là không quan trọng hình thức thì lấy con này nắp ốp vào nó ok. Để đây. 64 GB mã Mỹ pin 84%. Máy zin full hình thức 98, 7 triệu. 64 GB pin 87% bản VN. Máy zin đẹp, 7 triệu 3. 64 GB pin 85%, 7 triệu 3 máy zin đẹp bản VN. 7 triệu 64 GB bản VN pin 84%. Máy zin hình thức 98. 7 triệu 3 64 GB pin 88% bản VN máy zin đẹp. 64 GB mã Mỹ pin 85 6 triệu 7 máy zin hình thức 98. 6 triệu 9 128 GB pin 100 con này thay vỏ. 7 triệu 2 64 GB pin 91 máy zin hình thức 98. 6 triệu 2 64 GB bản VN pin 89 con này màn hình có chấm phản quang. Chung hơi phản quang tí. Thanh lý 6 triệu 2. 7 triệu rưỡi 64 GB pin 92% mã Mỹ. Máy zin đẹp. 128 GB bản VN pin 95%. Máy zin thì rất đẹp keng. 8 triệu 3. 128 GB pin 84%. 7 triệu. Con này tình trạng đã thay màn nhưng thay màn zin. Đã thay màn nhưng thay màn zin. Tiếp theo là SE020 mình có màu đen, màu trắng và màu đỏ. 32 GB là 3 triệu 4, 128 GB là 3 triệu 7, còn 206 GB là 3 triệu 9. Con nào vỏ đẹp keng ấy thì là vỏ thay nhá, còn vỏ zin của nó thì nó sẽ phải phải nhá. Con này vỏ zin mà đẹp ghê này, con này vỏ zin cũng đẹp. Vỏ zin mà đẹp ghê này. Màu trắng vỏ zin đẹp phết. 7 nhỏ 128 GB 2 triệu hình thức phẩy. 9 triệu 9 32 GB hình thức 98. 2 triệu 1 128 GB hình thức 98.
1.918.000 ghi hình thức phẩy, coi như mình không tính tiền vỏ rồi. Con này máy nội chạy phần mềm là ok à? Này, để ra đây mình xử lý. Ok. Tiếp theo là 11 Pro Max 64 GB, pin 82%, máy zin. Hình thức con này thì chỉ bị một chấm phản quang, à sấm phim, xước phim, xước phim. 8.500.000 máy zin 11 Pro Max. 8.500.000 64 GB, tình trạng đã thay màn nhưng thay màn zin và thay lưng. 8.500.000. 9.200.000 64 GB pin 83, máy zin hình thức 98. 9.206.000 pin 96%. Con này đã thay pin và màn hình bị xước phim. Đây. Đấy. 9 triệu. 206 GB mã Mỹ, pin 82. 10.900.000, máy zin. Hình thức đẹp. 99. 12.260 GB mã Mỹ, pin 92. Máy zin full, hình thức đẹp. 11 Pro Max nó đang đắt lên mà. 64 GB pin 89. 9.200.000, con này đã thay lưng nhá. Thay lưng. 7.064 GB mã Mỹ, pin 85, con này đã thay màn và là màn tàu nhá. 8.164 GB pin 100, máy zin trừ pin 3 cây. Đây, 8.1. 3 cây đều thay pin nhá. Đấy là 11 Pro nhá. Còn con này 64 GB pin 84. Máy zin mặt trước phẩy. 7.900.000 pin 84. XS Max, ôi XS Max hết rồi này. 7.500.000 206 GB mã Mỹ, pin 100, máy zin. 6.064 GB pin 80. Con này máy zin nhưng mà hình thức xấu. Các bạn chú ý là XS Max mình sẽ không bao pin zin đâu nhá. Pin tầm này là thay là đúng rồi. 6.500.000 64 GB. Con này thay lưng này. 6.864 GB pin 83, máy zin. 6.864 GB pin 82, máy zin. 7.264 GB mã Mỹ, pin 88, máy zin. 7.064 GB pin 100, máy zin. 5.564 GB, con này đã sửa qua main. Chính xác là sửa wifi rồi. 7.064 GB pin 100, máy zin. 6.764 GB pin 100, máy zin hình thức phẩy, hình thức 98, không phải lắm đâu. Tiếp theo là XS. XS thì đầu tiên mình có một con là máy lốc 3.7 triệu, máy lốc nhá. Ai hiểu về máy lốc thì mua XS lốc 3.7 triệu. Còn lại thì mình vẫn đủ màu gold này, màu đen này và màu trắng này. 64 GB là 5.500.000, 206 GB là 6 triệu. Con nào ép kính giảm 500.000. Cái quan trọng ấy là ví dụ đây. Đây con này ép kính mình ghi là EK đấy nhá. Mình không nói ép kính các bạn có biết không? Đây. Các bạn có biết là ép kính không? Làm sao các bạn biết được? Làm sao các bạn biết được con này ép kính? Câu nghiêm túc thôi mà. Cái này là đòi hỏi là cửa hàng là thật bụng thôi. Tiếp theo là XR. Con này của mình thay lưng 4.3 triệu, 64 GB. Còn lại mình vẫn có màu trắng, màu xanh, màu đen. 64 GB 5 triệu, 128 GB 5.500.000, 256 GB là 5.700.000. Đấy, con nào ép kính thì giảm 500.000. X 256 GB 4.500.000, mặt trước chảy xước. 64 GB 4.500.000, hình thức 99. 206 GB 5 triệu. Đấy. Con đi phẩy thì mình bán rẻ đi thôi, đúng không? Tiếp theo là dòng Android này, cháy cháy hàng luôn các bạn ạ. Ngày hôm qua mình lên mình xả lỗ, hình như anh em mua gần hết luôn chỗ máy lỗ hôm qua, sợ thật. S21 Ultra 5G bản Hàn. Máy zin hình thức 97 98. RAM 12, bộ nhớ 256. 8.4 triệu. Có màu đen và màu ánh bạc.
Samsung A71. RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin thì rất đẹp, 3,8 triệu. A52s 5G bản Hàn, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin hình thức 99, 4 triệu. A33s 5G bản Việt 2 SIM, máy zin đẹp, 4 triệu 3. A53s 5G bản Hàn. À đó, A53 5G bản Hàn. Đúng rồi. Thế thì mình bán 4 triệu 3, máy zin hình thức đẹp. A53 5G bản Việt. RAM 8 bộ nhớ 128, còn bảo hành đến tháng 10, 5 triệu rưỡi. Máy zin thì rất đẹp. Note 20 bản Việt, RAM 8 bộ nhớ 206. Máy zin hình thức 98, 5 triệu 8. 5 triệu 8. Note Snapdragon S20 Plus, RAM 12 bộ nhớ 256. Máy zin hình thức 98, 5 triệu 3. Còn hình thức đẹp thì là 5 triệu rưỡi. Bản Hàn nhé. Bản Hàn. Note 9 bản Hàn, RAM 6 bộ nhớ 128, còn màu đen và màu tím, 3 triệu 9. Trong đó có một cây này mình thanh lý 2 triệu 9 này, sứt kính. Sứt kính 2 triệu 9 quá rẻ. S10 Plus bản Hàn 4 triệu rưỡi, máy zin hình thức 98. Còn bản Việt thì là 4 triệu 9, bản Việt 2 SIM. S20 Plus, à đâu, S10 Plus, bản Hàn, à bản Việt, máy zin. S20 thường, RAM 12 bộ nhớ 128, máy zin hình thức đẹp, 4 triệu rưỡi. Note 10 Plus bản Việt 2 SIM, 4 triệu 9, con này đã thay lưng và hình thức phẩy. Đã thay lưng và hình thức phẩy, viền phải viền thôi nhá. Còn con này bản Hàn đã thay pin 5 triệu rưỡi, RAM 12 bộ nhớ 256. Còn bản Hàn thì còn màu đỏ và màu trắng. Note 10 thường bản Hàn, RAM 12 bộ nhớ 256, 4 triệu 3, hình thức 9798. S20 FE 5G bản Hàn, máy zin đẹp, 4 triệu 4. Con này máy zin sứt một tí kính cam, 4 triệu 2. 4 triệu 2. S21 5G bản Hàn, 5 triệu 8. Máy zin hình thức 98, 5 triệu 8. A11 RAM 3 bộ nhớ 32, 1 triệu 6. S21 Plus 5G bản Hàn, RAM 8 bộ nhớ 256, tình trạng con này đã thay lưng, đã thay lưng và mặt trước hơi sứt sứt một tí, rịa rịa tí, dán cơ lực che luôn. Samsung Note 10 Lite bản Việt 2 SIM, RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin hình thức 98, 3 triệu 7. Samsung A13 RAM 4 bộ nhớ 128, 2 triệu 6, máy zin đẹp. Đây, con này 2 triệu rưỡi, cũng máy zin đẹp, con này bóc giấy ra đẹp lắm. Samsung A13. Còn con này của mình thanh lý 1 triệu rưỡi, con này hết giật mà. Màn hết giật giật luôn, hết chớp chớp. Thanh lý con này bỏ màn mà màn thi thoảng nó chớp chớp rất là nhẹ thôi. A13 có 1 triệu rưỡi này. A12 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin rất đẹp, 2 triệu 3. A9 Pro 2 triệu 7. 2 triệu 7. RAM 6 bộ nhớ 128, bản Hàn, máy zin đẹp. A21s RAM 664 triệu 7, máy zin hình thức phẩy. A50 RAM 464 2 triệu,
con này hỏng vân tay. A750. Ok, con này cũng xả lỗ luôn à. 1 triệu 2 nhá. Ram 464 vỏ xấu. 1 triệu 2. Xiaomi 11T Pro 5G, RAM 12, bộ nhớ 260, máy zin đẹp keng, bản đặc biệt 6 triệu 3. F19 Pro cộng 5G, RAM 8, bộ nhớ 128, máy zin rất đẹp keng, 3 triệu 7, 3 triệu 7. Redmi K40 Gaming, RAM 12, bộ nhớ 128. Con này còn nguyên hộp 5 triệu rưỡi, hình thức 98 thì con này nó hơi phải phẩy một tí ở dưới. 5 triệu rưỡi. Oppo Reno 5, RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, 3 triệu 7. Reno 4, cũng RAM 8 bộ nhớ 128, zin đẹp 3 triệu rưỡi. Oppo A54, RAM 4 bộ nhớ 128, mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy, 2 triệu 3. Xiaomi 7, RAM 8 bộ nhớ 128, 2 triệu 8, máy zin hình thức 98. Xiaomi 11 Lite 5G LE, RAM 8 bộ nhớ 128, mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy, 4 triệu. Poco X3 Pro, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin hình thức 98, 3 triệu 1. Oppo A95, RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin hình thức đẹp, 3 triệu rưỡi. Oppo Reno 6Z 5G, máy zin hình thức đẹp, RAM 8 bộ nhớ 128, 3 triệu 8. Poco X30 Max, RAM 8 bộ nhớ 128, 2 triệu rưỡi, máy zin đẹp. VinSmart Active 3, RAM 664, máy zin hình thức phẩy, 1 triệu 8. i30, RAM 464, máy zin hình thức phẩy, 1 triệu 7. Vivo V15, RAM 332, máy zin hình thức đẹp, 1 triệu 7. Đây là Oppo A54. Oppo A53, RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin hình thức phẩy, 2 triệu. Vivo i20, RAM 464, máy zin hình thức 98, 1 triệu 8. Redmi 10, RAM A6 bộ nhớ 128, mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy, 2 triệu 4. Redmi Note 10, RAM 6 bộ nhớ 128, mặt trước đẹp, mặt sau phẩy, 2 triệu 7. Redmi Note 11, RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, 3 triệu. Vivo 19, RAM 8 bộ nhớ 128, mặt trước đẹp, mặt sau hơi phẩy, 2 triệu 7. Redmi 9, RAM 464, 1 triệu 7, máy zin hình thức 98. Xiaomi 5i, RAM 464, 1 triệu 8, máy zin hình thức 98. Và con cuối cùng là con Redmi Note 7, RAM 464, máy zin đẹp, 1 triệu 7. Ok, mọi người thông cảm nhá, vì lượng máy bên mình nhiều nên mình chỉ quay qua thôi. Các bạn muốn xem chi tiết thì vui lòng liên hệ trực tiếp bên mình qua Zalo 0566884499 các bạn nhé. Thank you mọi người.